Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Đây là bữa cơm cúng cuối cùng của nghệ sĩ Xuân Thu nè các bạn. Để cúng xong thì đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa nè các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Bữa cơm cúng quỳ tang. Xuân Thu được đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa là các chú niệm đúng không? Và các con cháu anh chị em đều đang thầy cho thầy cúng cơm. Thank you.
Thank you.
Đây là nghệ sĩ Thành Lộc mà các bạn và các anh chị. Thank you.
vô từ thái